TSS Channel. Chương 997, Nữ Khách Vũ Khánh cũng nhìn ra thần sắc dị thường của Bách Lý Tâm, trước mặt những người ở Tam Tiên Bảo không tiện hỏi, lúc này đi ra, không khỏi hỏi, làm sao vậy, giả trang không tốt. Bách Lý Tâm tự như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành dở khóc dở cười một câu, ngươi vẫn là tự mình đi xem đi. Trong lúc nói chuyện cũng đã đến cửa một gian nhã gian khác, Dữ Khánh không biết lời này của nữ nhân này là có ý gì, mang theo hộ nghi thuận tay đẩy cửa ra, phóng mắt nhìn vào trong gian nhã gian, chỉ thấy trên bàn còn bày những thứ như gương đã dùng qua trang điểm, cửa sổ hướng ra biển rộng đứng một nữ nhân đưa lưng về phía. Cho dù là nhìn thấy bóng lưng, cũng có thể cảm giác được nữ nhân này câu nệ cùng bất an, cho dù không nhìn thấy chính diện, cũng có thể cảm giác được nữ nhân này hai tay rối rắm ở trước người. Mấu chốt là bóng lưng nữ trang này vẫn rất có phong vận mỹ nhân cái gọi là mỹ nhân tại cốt, có phong hoa duyên dáng. Một ngạo thiết đi theo vào cũng sửng sốt một chút. Giọng điệu này, mùi vị này, cho dù là bóng lưng, cũng khiến Diễu Khánh có chút không dám xác định, lại nghiêng đầu hỏi một tiếng bách lý tâm là hắn sao. Thật sự là bóng lưng rất giống nữ nhân, hắn sợ mình làm ra hiểu lầm, vạn nhất đường đột nữ nhân khác, vậy thì xấu hổ. Bộ dáng bách lý tâm buồn cười, còn có thể là ai? dũ khánh lúc này mới yên tâm đi tới tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân la lên con dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng sợ cái gì quay lại quay lại để cho chúng ta nhìn xem trang phục thế nào xem có thể vượt qua kiểm tra hay không nếu là quá kéo hông liền yên tâm một chút đừng đưa lên tìm phiền toái ngồi một bộ để cho đại gia thưởng thức hương vị thưởng thức trùng nhi nam giả nữ nhất thời khó có thể xoay người lại cảm giác có chút khẩn trương không biết nơi nào đang run rẩy bộ dạng không nghe lời này khiến dũ khánh mất hứng tức giận nói trùng nhi làm gì vậy còn lời mề nữa tiểu nhị mang thức ăn lên đều phải vào đầu trùng nhi đều cúi xuống có lẽ là cảm thấy xấu hổ dứt khoát bách lý tâm bước nhanh tới bẻ vai trùng nhi trực tiếp xoay người nàng chính diện trùng nhi trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt không kiên nhẫn ánh mắt dũ khánh chạm đến trong nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối một ngạo thiết bản khoanh tay ở bên cạnh sắc mặt lạnh khóc trong nháy mắt thẫn thờ, hai tay đang khoanh theo bản năng buông lỏng ra, hai tay không biết làm thế nào, một tay chậm rãi vịn vào tường, kinh ngạc, thần sắc có chút mơ hồ. Phản ứng của hai người đàn ông là bất ngờ không kịp đề phòng. Nữ nhân vừa mới xoay người lại phía trước, khoảnh khắc như Minh Châu Phất đi phong trần, vân đạo trên trời ngoài cửa sổ tự hồ cũng chìm nổi, làm cho người ta kinh diễm bế nguyệt tu hoa, dung vận thanh tú tuyệt tục phản phất một đóa thanh liên mới nở lay động ở hồng trần. Rửa mà không yêu, cái loại xấu hổ thẹn thùng này lại giống như mỹ ngọc cùng án mặt trời chiếu rọi, phong tình nói không thể diễn tả nổi. Có lẽ là do quá quen thuộc với trùng nhi, hai nam nhân đã không biết nên hình dung 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 mạo xinh đẹp của nữ nhân này như thế nào, cho tới hôm nay mới biết được mỹ mạo này nguyên lai like còn có thể làm cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách rốt cục hiểu được vì sao đối với mỹ nhân lại có cách nói khuynh quốc khuynh thành. Nếu không là đối phương khuôn mặt kia quen thuộc bóng dáng rõ ràng bậy ở kia, hai người thật sự khó có thể tin được đây là nam giả nữ trang đi ra, hai người cảm giác vui đùa này có chút lớn. Trước kia chỉ biết trùng nhi lớn lên xinh đẹp, thật không nghĩ tới bộ dáng nam giả nữ cư nhiên so với nữ nhân còn đẹp hơn. Nhìn xem, bộ dáng hai người há hốc mồm, Bách Lý Tâm cũng ở bên cười khổ nói, không nghĩ tới đi, so với phần lớn mỹ nữ còn đẹp hơn, ta vừa nhìn thấy cũng là choáng váng, này còn chưa có trang điểm gì đâu, chỉ là thay đổi nữ nhi trang điểm một chút mà thôi, đều nói quốc sắc thiên hương, mỹ mạo chân chính quả nhiên là trời sinh, không phải trang điểm vẽ ra. Các ngươi nhìn xem, thật sự là muốn bộ dáng có dáng dấp, muốn dáng người có dáng người. Trung nhi đã ngượng ngùng không thôi, nhưng ánh mắt Vũ Khánh và một ngạo thiết vẫn nhìn chầm chầm vào bộ ngực nhô lên của hắn. Hắc hắc, dũ khánh bỗng nhiên vui vẻ cũng ngồi không yên đứng dậy lại gần trực tiếp vương cánh tay ông lấy cổ trùng nhi kề vai sát cánh ông lấy nhau tay kia cũng không thành thật trực tiếp nắm lấy cầm phấn nộn của trùng nhi quan sát trùng nhi không nhìn ra a à, ngươi quả thực là yêu nghiệt a à, sau này có cơ hội dùng ngươi để thi mỹ nhân kế nhất định là hiệu quả không gì sánh bằng không đúng ngươi là yêu nghiệt thông dụng giữa mỹ nam kế và mỹ nhân kế nghe được lời ấy trùng nhi cũng cạn lời vẻ mặt dở khóc dở cười. Ánh mắt Vũ Khánh vừa hạ xuống, nhìn chầm chầm vào bộ ngực hắn, buông cầm hắn ra, trực tiếp bắt đầu bắt lấy đôi gò bồng của nàng liền bóp bóp vài cái. Trùng Nhi trong nháy mắt như bị sét đánh, mở to hai mắt, mặt cũng đỏ như mông khỉ. Chưa hết, Vũ Khánh dịch tay, lại bấm mấy cái lên ngọn núi khác của hắn, hát một tiếng, xúc cảm này giả vờ giống như vậy, nơi này lót cái gì vậy? Bắt đầu, kéo cổ áo Trùng Nhi, thò đầu với tới, con ngươi hận không thể quẹo vào, muốn kéo cổ áo trùng nhi ra nhìn xem lót cái gì. Mấu chốt là một ngạo thiết cũng bị nói tò mò, cũng tiến lại gần đưa tay, cũng muốn bấm thử xúc cảm trên ngực trùng nhi. Bách lý tâm trận trắng mắt tại chỗ, thật sự là chịu không nổi đức hạnh này của hai người này, làm cho nàng đều có chút không có cảm giác an toàn. Hành động này của hai đại nam nhân lại làm trùng nhi sợ hãi. Cúng quyết hất cánh tay vũ khánh ra, hai tay che ngực mình lui ra, lui tới cửa sổ, đụng vào cửa sổ, thật sự là lui không thể lui, lui nữa sẽ nhảy xuống biển, hắn cuốn quýt lắc đầu, không lót cái gì, chỉ lót hai cái bánh bao lớn. Thấy hắn không cho xem, trước mặt Bách Lý Tâm, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng không miễn cưỡng. Bất quá Dữ Khánh lại giơ tay sờ lên ngực của mình, sau khi tự mình bóp hai cái, lại bắt đầu sờ tới ngực Mục Ngạo Thiết bóp hai cái, bị Mục Ngạo Thiết một cái tác đẩy ra, hắn vừa quay đầu lại 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 nhìn chầm chầm vào lòng ngực nhô lên của Bách Lý Tâm, tự hồ cũng muốn so sánh thử xem. Bách Lý Tâm cả kinh, theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng quát mắng một câu, cút. Đừng suy nghĩ lệch lạc, tôi không có ý gì khác. Diễu Khánh cười khang một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Trùng Nhi, chật chật nói, với cách ăn mặc này, chắc là không thành vấn đề, cũng không biết có thể qua kiểm tra hay không. Được rồi, ngươi đã đi qua nơi đó đi, mau đi nhanh về, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian ở nơi này. Trung Nhi ư ừ một tiếng gật đầu, thu thập tâm tình muốn từ cửa sổ nhảy xuống biển bỏ chạy. Mà Dữ Khánh lại khẩn cấp nhắc nhở một tiếng, nếu như không thể trà trộn vào, hoặc là bị nhìn thấu, một khi không thoát thân được, ngươi cũng không cần che giấu cái gì, ngươi cứ nói thẳng ngươi là người của ta, nói là phụng mệnh ta mà đi, bọn họ sẽ liên lạc với ta, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, rõ ràng chứ hiểu rồi. Trung Nhi lại gật đầu đồng ý, đi đi. Vũ Khánh phủi phủi tay. Trung Nhi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, thi pháp hộ thể, trốn vào trong nước như bị khinh khí cầu bao vây, nhanh chóng rời đi. Lúc Vũ Khánh và Mục Ngạo Thiết đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Trùng Nhi. Bách Lý Tâm nhanh chóng thu dọn đồ trang điểm và quần áo Trùng Nhi để lại. Khai tiệc về sau, nơi này lại đem an ấp cùng tô thu tử gọi tới tụ một bàn, không thấy trùng nhi, hai người không khỏi hỏi gì, bên này trực tiếp nói đi làm việc, hai người cũng liền không nói thêm cái gì, bắt đầu ăn uống nói chuyện phím. Trùng nhi lên bờ hai tay nắm vành tay mình xoa xoa, sau khi buông tay, chuyện thần kỳ hiện ra, trên vành tay hai bên cư nhiên xuất hiện hai lỗ tai, hắn lấy ra vành tay đeo. Lần đầu tiên mặc trang phục nữ nhân như vậy, chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, kỳ thật trang phục của hắn rất mộc mạc, cơ hồ cũng không có gì tân trang, đi tới đi lui lại phát hiện là nam nhân đều sẽ chú ý hắn, làm hắn cảm thấy bất an, nhanh chóng chọn địa phương hẻo lánh đi. Cũng may hộ phách thôn vị trí cũng thuận tiện, rất nhanh liền thoát khỏi ồn ào náo động, trốn vào trong rừng u tĩnh. Đã tới một lần, đường cũng nhớ kỹ, rất nhanh liền đến cửa thôn, cũng bị mấy thủ vệ ngăn cản. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế, thủ vệ rõ ràng cũng bị kinh diễm. Được biết là muốn vào hộ phách thôn du ngoạn, thủ vệ trước hết để trùng nhi đóng năm vạn lượng phí dụng, sau đó gọi hai nữ thủ vệ đến, cũng không có gì khác, chỉ là bắt đầu kiểm tra khách đến một chút, mục đích cũng đơn giản, chính là đề phòng xuất hiện tình trạng nam giả nữ. Trong mắt thủ vệ, kiểm tra nhằm vào nữ khách trước mắt này chỉ là dư thừa, điều này rõ ràng chính là một nữ nhân, nam giả nữ làm sao có thể đẹp mắt như vậy sự thật chứng minh suy đoán của hắn nữ thủ vệ sau khi kiểm tra cho qua xác định khách đến là nữ sau khi đưa mắt nhìn trùng nhi đi về phía thôn trại một gã thủ vệ đầu mục trấn giữ uống trà dưới tàn cây phụ cận đứng dậy nhanh chóng phi thân mà đi trực tiếp xuyên qua rừng cây sông vào cung thành thẳng đến hậu cung tìm được tương la sách đang loay hoay tiêu bản cá lớn sau khi hành lễ thủ vệ đầu mục bẩm báo đảo chủ hổ phách thôn bên kia tới xuất hiện một nữ khách hơn nữa còn là một nữ khách lớn lên phi thường đẹp mắt ồ tương la sách kinh ngạc một chút hổ phách thôn giam lỏng đều là nữ nhân lại chỉ cho phép nữ khách vào nữ nhân nhìn nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn cũng không có gì ngạc nhiên còn phải tốn không ít tiền thời gian lâu sau kỳ thật khách đến thăm là rất ít thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người hiếu kỳ đến xem mặc dù như thế tương la sách thái độ vẫn là nhanh chóng trịnh trọng lên rõ ràng nghiêm túc đối đãi buông xuống trong tay đồ vật liền trực tiếp rời đi cũng không đi nơi khác liền đi bên ngoài hổ phách thôn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào trong thôn trại âm thầm quan sát ý tứ rất rõ ràng tại bên cạnh thôn trong rừng một phen xuyên qua đi tới thủ vệ đầu mục chất vấn người đâu thủ vệ đầu mục lập tức đi tìm thủ vệ phụ cận tìm hiểu tình huống sau khi biết trùng nhi đi đâu nhanh chóng tới hồi báo dẫn tương la sách âm thầm tìm hiểu mà đi đến khi bọn họ tìm được trùng nhi chỉ thấy một bóng lưng, một bóng lưng vừa vặn đi vào một gian phòng. Không thể nhìn thấy chính diện, tương la sách lực nhíu mày, bất quá cũng không sốt ruột, cũng không lộ diện, tin tưởng khách tới vẫn sẽ đi ra, liền nhiên người ở sau một thân cây nhìn trộm, kiên nhẫn chờ đợi thủ vệ đầu mục đi cùng kỳ thật cũng có chút buồn bực việc này, hắn phát hiện chỉ cần hổ phách thôn bên này tới nữ khách, mặc kệ nhiều người hay là yêu, đảo chủ tất tự mình xuất hiện giám sát, cảm giác có chút chuyện bé xé ra to nhưng hắn lại rõ ràng hổ phách thôn này kỳ thật mới là cả tòa hải đô một vùng phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, đảo chủ nhìn so với mình tẩm cư địa còn trọng yếu hơn, hắn tin tưởng trong đó khẳng định có cái gì mình không rõ ràng lắm trò, nếu không cũng sẽ không để cho hắn vác cái bụng to này đến tự mình nhìn chầm chầm. Đây không phải là hắn tự mình cảm giác mình là tâm phúc, mà là sự thật như thế, từ hắn có thể không thông báo xông thẳng vào tương la sách nội cung liền có thể thấy được rõ ràng không giống với lúc trước Tương Hải Hoa dẫn người đến thôn hổ phách du ngoạn, cũng không giống với lúc bỏ tiền tới nơi này tuyển mỹ nhân, trùng nhi tới đây du ngoạn, nơi này cũng có gõ chung chiêu ra tất cả hổ phách nữ. Bất quá trùng nhi đã tới nơi này một lần, cũng cố ý nhớ kỹ căn phòng lúc trước đã tới. Hơi quanh đi quẩn lại, sau khi vào ra vào mấy nhà, mới chuyển vào nhà mục tiêu. Chủ nhân căn nhà vẫn là chủ nhân cũ, vẫn là người phụ nữ kia, đang ngồi ở bên cạnh bàn theo cái gì đó, nghe thấy động tĩnh có người vào cửa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, phát hiện mặt cũng không phải sim y của tộc nhân, sửng sốt. Ý thức được là khách nhân, vội vàng buông đồ xuống đứng lên, khoanh tay mà đứng, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là lúc hai người mặt đối mặt, thấy rõ khuôn mặt khách tới, nàng lại ngây ngẩn cả người, tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, rõ ràng có chút thất thần, không biết nghĩ cái gì. Trùng Nhi phát hiện sự khác thường của cô, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nhận ra mình nhiều lần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ còn đi tới bên cửa sổ nhìn trộm mấy phen sau đó mới bước nhanh đến bên cạnh người phụ nữ kéo cánh tay cô ta kéo vào trong phòng ngủ cũng là gian phòng ngủ lần trước bọn họ vào cửa phòng ngủ vừa đóng trùng nhi còn ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài rồi quay đầu lại phát hiện người phụ nữ kia còn đang kinh ngạc nhìn mình không khỏi có chút xấu hổ nam trang nữ này ngược lại ngay cả mình cũng cảm thấy không được tự nhiên huống chi là người ngoài lúc này giải thích một câu, tình thế bất đắc dĩ. Phụ nhân có chút si ngốc ngơ ngác nhìn cũng phục hồi tinh thần lại, hơi cảm khái một câu, giống, bộ dáng quả thật có chút tương tự. Trùng nhi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn chưa nhận ra? Theo bản năng hỏi một câu, giống ai? Phụ nhân thở dài, giống như một vị cố nhân của ta, cô nương, người lớn lên thật đẹp, cũng đẹp như vị cố nhân kia của ta vậy. Cố nhân Trung Nhi xác nhận là mình hiểu lầm, lúc này chỉ vào mặt mình giải thích, là ta, người chúng ta gặp lần trước là ta. Bị đối phương vừa nói, càng phát ra cảm giác quen mắt, phụ nhân cũng liên tưởng đến lần trước ở trước mặt mình khóc cái kia khách đến thăm, nhưng là nhìn đối phương vành tai, còn có đối phương yết hầu bộ vị, không khỏi hồ nghi nói, cô nương, ngươi là. Trung Nhi sửng sốt một chút, chợt xoay người, giơ tay nhéo nhéo cổ họng của mình, sau đó có thể thấy được yết hầu nổi lên phản phất như nam nhân, lúc này mới xoay người lại, lần nữa lên tiếng, thiếu giọng nữ nhân, có giọng thanh thúy tiếp cận nam tử trẻ tuổi, biến thành giọng nói bình thường, cũng là giọng nói lần trước tới, lúc trước nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm nơi người khổng lồ nghỉ chân. Là ta, nhớ tới sao? Ta đã nói ta còn có thể tới. Người phụ nữ sửng sốt, bởi vì lời đối phương nói, bởi vì giọng nói của đối phương, ánh mắt của nàng nhanh chóng nhìn chầm chầm vào cổ họng của hắn, phát hiện đối phương hiện ra yết hầu vừa rồi không thấy, nàng đột nhiên tiến lên đỡ lấy hai vai trùng nhi, cũng bắt đầu sờ lên cổ họng trùng nhi, xác nhận yết hầu kia không phải giả mạo, thất thanh tại chỗ, bạch mẫu công. Khiếp sợ liên tục lui về phía sau, hai tay che miệng mình lại, ánh mắt khó có thể tin nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trùng nhi. Bởi vì đối phương thổ lộ ba chữ ô công, trùng nhi cũng ngây ngốc tại chỗ, thần sắc phức tạp nhìn chầm chầm đối phương, Tự hồ cũng không nghĩ tới đối phương có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Sau khi đánh giá nhiều lần, người phụ nữ chậm rãi buông tay che miệng xuống, dường như đã hiểu tất cả, giọng nói run rẩy nói, "Giống, quả thật có chút giống, đẹp như nữ vương, ngươi, ngươi, ngươi là công chúa." Đột nhiên lại cướp bước tiến lên hai tay lần nữa đỡ lấy hai vai Trùng Nhi, "Công chúa, là ngươi đã trở lại sao?" Đã là hai mắt đẫm lệ. Trùng Nhi đứng ngay người dường như không biết nên trả lời thế nào, nhưng cũng đỏ mắt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, ngươi nhận lầm người rồi. Phụ nhân thống khổ lắc đầu, sẽ không, ô công chính là bí thuật độc hữu của Hổ Phách tộc ta, xem như một môn đồng tử công, cần đồng nữ từ nhỏ ở dưới sự tương trợ của người lớn luyện tập, ngay cả ta cũng không biết, chỉ có một số ít cao tầng tộc ta mới thông hiểu. Tuổi của ngươi cùng công chúa sắp sĩ, năm đó lúc đại kiếp nạn, Hổ Lan chi sư bao vây tiểu trừ. Người tuổi như vậy người cơ bản không ai có thể có cơ hội chạy đi, chỉ có công chúa bị người không tiếc trả giá liều chết hộ tống giết đi. Ra ngoài, huống chi bộ dáng của người giống hệt nữ vương, sẽ không sai. Trong lúc nghe những lời này, môi trùng nhi run rẩy, muốn cố gắng khống chế chính mình, cũng đã yên lặng khóc thành lệ nhân. Coi như thừa nhận mình là thân nữ nhi. Thấy trạng thái này, phụ nhân rốt cục hiểu được đối phương lần trước tới vì sao lại khóc thương tâm thành như vậy, cả người run rẩy hai chân đã là chậm rãi sụi lơ chậm rãi quỳ trên mặt đất lễ bái công chúa trong nháy mắt khóc không thành tiếng khóc tê tâm liệt phế rồi lại không dám khóc thành tiếng hai tay lần nữa gắt gao che miệng mũi sợ bị bên ngoài nghe được quỳ rạp xuống dưới chân trùng nhi tự như trùng nhi lần trước ở trong phòng này khóc đến chết đi sống lại trùng nhi cũng đứng đó không tiếng động rơi lệ cảm xúc cũng mất khống chế nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng vẫn nhắc nhở cô biết lần này không thể so với lần trước, lần trước lấy thân phận đàn ông để tìm niềm vui, ở lâu một chút cũng không sao, lần này là tới tham quan, ở lại phòng này lâu không thích hợp. Nàng lau nước mắt, ngồi sổng xuống đỡ phụ nhân dậy, nức nở nói, kỳ cô cô, người nghe, ta lấy thân phận như vậy đi vào, không thể ở trong phòng người lâu, chúng ta nói ngắn gọn. Nghe xưng hô này, phụ nhân hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, biết nàng đã sớm nhận thức chính mình, cũng còn nhớ rõ chính mình, trải qua nhắc nhở cũng ý thức được nguy hiểm giơ tay áo lau bả lệ bắt lấy nàng hai tay hỏi công chúa a à lan đại cô đâu là nàng cho ngươi tới sao cảm giác như bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy trùng nhi thần sắc ảm đạm truy binh quá cường đại vẫn đuổi cùng chúng ta không buông vô luận như thế nào cũng không thể đẩy chúng ta vào chỗ chết a à lan đại cô cũng bị đánh thành trọng thương nhưng vẫn liều mạng mang theo ta chạy rất xa sau đó nàng thật sự chạy không nổi liền chỉ phương hướng để cho ta tự mình chạy, nàng vì ta dẫn dụ truy binh, sau đó ta cũng không gặp lại nàng nữa, vết thương của nàng, hẳn là không thể tránh được một kiếp kia. Nói đến đây, nhớ tới chuyện thương tâm. Lại cúi đầu nức nở. Phụ nhân trong nháy mắt si ngốc ngơ ngác nỉ non, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn hổ phách tộc ta vĩnh viễn trầm luân sao? Trùng Nhi chợt ngẩng đầu hỏi, có một chuyện ta không rõ, Lý Trừng Hổ năm đó vì sao phải phát binh huyết tẩy hổ phách hải? mấy năm nay ta có tâm hỏi thăm, cũng vẫn không rõ ân oán này bắt nguồn từ đâu. Phụ nhân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, tộc nhân may mắn sống sót ở đây cũng rất nghi hoặc việc này, trước khi sự việc xảy ra Lý Trừng Hổ cùng Hổ Phách Hải quan hệ vẫn không tệ, tổ tiên Lý Thị lấy thân thể bán tiên cuộc khởi, sau khi thành lập ân quốc, Hổ Phách Hải đối với ân quốc Lý Thị Hoàng Quyền cũng từ trước đến nay là ra sức ủng hộ, vì sao lại đột nhiên phát hổ lan chi sư bao vây tiểu trừ huyết tẩy, việc này ngoại trừ nữ vương, a à lan đại cô là có khả năng biết nội tình nhất nàng không nói cho ngươi biết sao trùng nhi cũng lắc đầu a à lan đại cô quả thật có khả năng biết trên đường chạy trốn ta từng khóc lóc hỏi qua nàng nhưng nàng vẫn chưa nói cho ta biết lúc chia tay nàng còn cố ý dặn dò ta nói có chút ân oán kêu ta không nên điều tra để cho ta mai danh ẩn tích sống sót có cơ hội khôi phục hổ phách tộc nhưng đừng nghĩ đến chuyện báo thù ta đến nay nghĩ mãi mà không rõ lý trừng hổ giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy a à lan đại cô vì sao phải nhiều lần dặn dò ta không nên báo thù đừng báo thù người phụ nữ kinh ngạc dường như cũng không hiểu máu chảy thành sông ánh lửa ngút trời ngay cả nước biển cũng nhụm đỏ khắp nơi đều là xác chết trôi khắp nơi đều là cảnh cá mập bơi gầm thức ăn cảnh tượng đó ta vĩnh viễn không quên được tại sao không báo thù tại sao công chúa có phải nàng nhớ lầm rồi không nàng tự hồ có chút hoài nghi lý do thoái thác này, cho rằng A Lan đại cô kia không có khả năng nói ra lời như vậy. Trùng Nhi buồn bã nói, nhớ không lầm, ta cũng không rõ. Lại ngẩng đầu, đúng rồi, kỳ cô cô, mẹ ta đâu, bà ta chết như thế nào, cũng là bị Lý Trừng Hổ sát hại sao? Nói đến đây, phụ nhân được xưng là kỳ cô cô lại rơi lệ. Nữ vương vốn không cần phải chết, nàng xuất lĩnh chúng ta tự chiến đến cuối cùng, chúng ta bị đại quân vây quanh ở một góc, mấy trăm đại tiễn sư mũi tên nhắm ngay chúng ta, đã là chạy trời không thoát, nữ vương hướng Lý Trừng Hổ kêu gọi đầu hàng, nói Lý Trừng Hổ có cái gì bất mãn đại khả trách tội cho một mình nàng, để cho Lý Trừng Hổ nhìn ở giao tình ngày xưa buông tha tộc nhân của nàng, nàng lại nói với chúng ta, sự tình làm thành như vậy, nàng không mặc mũi đối với tộc nhân, sau đó, sau đó vung kiếm tự vẫn, muốn lấy tính mạng của một mình đến bảo vệ chúng ta. Nói đến đây lại nức nở nức nở, nghẹn ngào tiếp tục nói, Lý Trừng Hổ sau đó quả thật không có giết chúng ta, nhưng kết quả ngươi cũng thấy được, nhốt chúng ta ở đây, so với giết chúng ta còn tàn nhẫn hơn, ngày qua ngày nhục nhã tra tấn chúng ta, thật không rõ hắn vì sao oán hận hộ phách tộc ta như thế, lại muốn đối đãi như thế. Có lẽ là nhớ tới mẫu thân, Trùng Nhi lại khóc bù lu bù loa, nhưng lại biết sự tình chậm trễ không nổi, vừa khóc vừa lau nước mắt, Kỳ cô cô, con không thể ở lâu nói chuyện quan trọng trước để cho người hỏi thăm đã hỏi được chưa kỳ cô cô cũng lau nước mắt khó hiểu nói công chúa ngươi hỏi thăm cái kia làm gì trung nhi nói ta muốn giải cứu tộc nhân nhưng ta thật sự quá nhỏ yếu nhưng ta gặp được người tốt nhất thông minh nhất hắn rất lợi hại chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta nhất định được nhưng bọn họ hiện tại gặp một ít phiền toái ta muốn giúp bọn họ giải quyết chỉ có ta giúp bọn họ ta mới mở miệng cầu xin bọn họ hỗ trợ, bằng không bọn họ cũng không có lòng giải quyết chuyện hổ phách tộc chúng ta. Đến là vì hiểu rõ cứu tộc nhân, kỳ cô cô nhất thời lại cảm động một hồi hồ đồ, một tay ông lấy trùng nhi nghẹn ngào không ngừng, nhưng lại thập phần vui mừng dáng vẻ, nức nở, biết ngay công chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trùng Nhi đẩy cô ra, nhắc nhở, con lấy thân phận phụ nữ vào, thời gian con ở trong phòng cô đã quá lâu rồi. Kỳ cô cô vội vàng lau nước mắt nói, tuy rằng không biết vì sao ngươi muốn hỏi thăm cái kia nhưng ta cũng tìm tộc nhân hỏi thăm đối với truyền thuyết xa xôi kia cũng không rõ lắm bất quá hoa ma ma ngược lại biết một ít manh mối nàng nói dưới cung thành hải đô có mật thất cùng mật đạo nói trên vách tường kia giống như có khắc một ít truyền thuyết thần thoại của hổ phách tộc ta giống như có truyền thuyết về người khổng lồ cùng ghế ngồi trân châu bảy màu cụ thể điêu khắc nội dung gì nàng cũng không rõ ràng lắm mật đạo dưới cung thành Trung Nhi cúi đầu trầm ngâm. Tự hồ nhớ ra điều gì đó, rất nhanh lại ngẩng đầu nói, được, ta biết rồi, ta không thể ở lại nữa, ta đi trước. Kỳ cô cô ư ư gật đầu, công chúa ngàn vạn cẩn thận, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, dù chờ thêm một đoạn thời gian cũng không sao, ngài bảo trọng chính mình mới là ưu tiên hàng đầu. Trung Nhi lao đi nước mắt của mình, nắm cổ họng xoa dịu ít hầu, lại thi pháp khôi phục một chút nước mắt lúc này mới làm bộ như không có việc gì rời khỏi nơi này nàng cũng không ngốc, vẫn là có chút tiểu tâm tư, sau khi đi ra cũng không vội vã rời đi, lại giả bộ đi thôn trại cái khác trong phòng đi dạo. Nhưng ngay tại một khắc nàng đi qua cửa lớn phòng ốc kia, tương la sách trốn trong bóng tối đã thấy rõ dung mạo của nàng, sau khi quan sát một chút, lại hít vào một hơi khí lạnh, lại quan sát thêm một hồi, xoay người tựa vào sau cây, thì thào lẩm bẩm lại thật sự có vài phần tương tự, đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự trở về hay sao? sau đó lại tiếp tục trốn trốn trình coi, đường đường là cao huyền tu sĩ sững sờ không dám tới gần. Trung Nhi cũng không có lòng dạ nào tiếp tục đi dạo nữa, sau khi giả bộ đi bộ một lúc liền rời đi. Tương La Sách đi theo ra ngoài thôn, bên cạnh hắn đã xuất hiện mấy người, đưa mắt nhìn thân ảnh rời đi kia. Hắn từ từ nói, các ngươi nghe cho kỹ, bất kể là vận dụng bay trên trời, chạy trên mặt đất, hay là bơi trong nước, cần phải đem nàng theo dõi, không nên bị nàng phát hiện, có thể vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng, không tiếc trả giá tra rõ lai lịch của nàng, nếu là để mất dấu nàng, các ngươi cũng không cần sống. Vâng. Mấy người nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Mà tương la sách lại xoay người trở về thôn trại, cũng đi bộ, sau đó thuận tiện vào phòng của kỳ cô cô. Kỳ cô cô đang ở trong phòng tâm triều không dứt, đột nhiên nhìn thấy hắn, hoảng sợ, vội vàng bái kiến. Tương la sách đánh giá bộ dạng khóc lóc của nàng, trong lòng càng khó có thể bình tĩnh nhưng mặt ngoài lại không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào dạo qua một vòng liền đi ra ngoài kỳ cô cô lặng lẽ đến cửa nhìn trộm thấy hắn tựa hồ đang theo lệ tuần tra một lòng treo lơ lửng mới thả lỏng đợi đến khi tương la sách chờ nhân viên tuần tra rời khỏi thôn trong thôn lại khôi phục bình tĩnh kỳ cô cô mới ra cửa trực tiếp đến nhà một lão ma ma đóng cửa trốn ở trong phòng đem tình huống công chúa lặng lẽ đi tới nói một lần hai người ông đầu khóc trống cùng một chỗ, cuối cùng thậm chí cũng quỳ cùng một chỗ hướng ông trời cầu nguyện. Sau khi đi con đường hẻo lánh đến bờ biển, trùng nhi quan sát chung quanh một chút mới trốn vào trong biển nhanh chóng rời đi. Khi người lặn trong nước, nàng tháo khuyên tai xuống, nắm vành tai xoa bóp một hồi, lại buông tay, lỗ tai thần kỳ biến mất, lại che cổ họng xoa bóp một hồi, ít hầu lại thần kỳ hiện ra. Sau đó mới nhanh chóng đi về phía trước trong nước một phen cấp tốc xuyên qua, về tới tòa tử lâu bên cạnh bờ biển kia, thò đầu ra khỏi mặt nước nhìn, nhìn thấy mở rộng bề cửa sổ trên bầy một cái chén, biết là tín hiệu có thể tiến vào, lập tức phi thân ra khỏi nước, xoay người tiến vào gian kia trong phòng. Trong phòng vũ khánh, một ngạo thiết cùng bách lý tâm trông coi một bàn canh thừa đồ ăn chậm rãi nếm, ăn ấp bọn họ đã ăn uống no đủ bị về, trong phòng ba người cũng đã sớm ăn uống no đủ. Mục đích chậm chạp không rời đi chính là vì chờ trùng nhi. Lúc này, ba người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Trùng Nhi thuận lợi trở về, lập tức đều đứng lên. Như thế nào? Dũ Khánh nhịn không được hỏi một câu. Trùng Nhi khẽ gật đầu, tỏ vẻ có thu hoạch. Dũ Khánh hưng phấn vỗ tay một cái, cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, phất tay ý bảo, người mau thay quần áo đi. Bách Lý Tâm cũng từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra gói quần áo đã thay, sau đó thức thời đi ra ngoài trước nàng cũng không có hứng thú nhìn nam nhân thay quần áo. Vũ Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng rất hứng thú nhìn Trùng Nhi thay quần áo, muốn xem ngực nàng thế nào. Làm sao được, Trùng Nhi sống chết không chịu, sống chết tỏ vẻ ngượng ngùng, lúc này mới đuổi hai người ra ngoài. Chờ hắn khôi phục nam nhân giả bộ ra cửa, Vũ Khánh lại chủ động ông lấy nàng, kề vai sát cánh đồng hành, ngoài miệng vuốt mông ngựa, hắc hắc nói với Mục Ngạo Thiết, lão cửu, ngươi nói xem nếu ta thật sự ôm một đại mỹ nhân như vậy thì tốt biết bao. Nói xong lại đưa tay bóp ngực trùng nhi một cái, không có no đủ kia, nằm nhân cùng nữ nhân thuần túy là hai chuyện khác nhau, hắn thổn thức lắc đầu tiếc nuối. Một ngạo thiết dùng khóe mắt khinh bỉ nhìn hắn, phát hiện không hề có phong phạm trưởng môn linh lung quan. Trùng nhi mặt lại đỏ, bước chân rối loạn một chút, bất quá rất nhanh lại làm như không có việc gì, trên thực tế nàng đã sớm thành thói quen với mấy hành động biến thái của Dũ Khánh, lúc điều kiện không khéo cũng không biết ngủ trên một cái giường bao nhiêu lần, nàng mượn cơ hội nhiều lần ông Dũ Khánh ngủ qua, Dũ Khánh đạp mông nàng cũng không biết đạp qua bao nhiêu lần. Chỉ cần không đâm thủng, chính là tập mãi thành thói quen. Bất quá sau khi ra khỏi tử lâu đi bộ trên đường cái, Trùng Nhi vẫn thử thấp giọng hỏi một câu, công tử, hóa trang kia thật sự đẹp sao? Đẹp như thiên tiên dũ khánh đặt tay lên vai nàng thuận tay vỗ vỗ khuôn mặt bên kia lại cảm khái nói đẹp thì có ích lợi gì nhìn không chịu nổi trùng nhi mím môi lại thử hỏi so với thiết nương tử ai đẹp hơn người khác có lẽ không biết cái gọi là thiết nương tử là ai dũ khánh lại rõ ràng phát hiện chỉ cần nói tới xinh đẹp người này liền thích lấy thiết diệu thanh làm tiêu chí vỗ tay vào mặt nàng biến thành véo mặt nàng đã bao nhiêu năm rồi tuổi không lớn lắm nghĩ cũng đẹp đó đã là lão bà của người ta ngươi cũng đừng nhớ thương nữa hảo hảo tu luyện có thực lực dạng gì cũng có không có được đáp án mình muốn trùng nhi biểu môi tỏ vẻ bất mãn cánh tay tới gần cũng nâng lên lại thuận tay nâng eo giữ khánh lên lầu tay kia của nàng cũng không thành thật hai người có vẻ như trước sau như một hai anh em tốt một người cả người mùi rượu một người có vẻ nhỏ gầy tựa vào nhau đi về phía trước trong biển người mênh mông rượu hơi say lấy trùng nhi làm quải trượng dọc đường sau khi trở lại trong phòng tri hải cát có thể thì thầm một chút dữ khánh lập tức đẩy nàng ra hỏi chính sự mau nói một chút tình huống thế nào trùng nhi buông gói hàng xuống trước quá lâu rồi cho dù là người lớn tuổi nhất trong tộc cũng không rõ dữ khánh phun ra hơi rượu trừng mắt nói không rõ vậy ngươi gật đầu cái gì trùng nhi xua tay ý bảo hắn không nên gấp gáp giải thích các nàng không rõ lắm nhưng các nàng có manh mối, theo lão bối trong tộc nói, dưới thành hải đô có mật thất các loại, trên vách tường mật thất điêu khắc các loại thần thoại truyền thuyết cổ xưa của hộ phách tộc, trong đó hẳn là có thể tìm được manh mối. Mấy người trong phòng nhìn nhau, một ngào thiết trầm giọng nói, đây chính là hang ổ của tương la sách, hơn nữa thủ vệ xâm nghiêm, ngay cả xông vào cũng khó chứ đừng nói đến đi vào tìm mật thất. Dũ Khánh chấp tay đi tới đi lui gật đầu đồng ý, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trên người tương hải hoa, nàng hẳn là có thể dẫn chúng ta đi dạo một vòng, nếu có thể nghĩ biện pháp ngủ lại trong đó một đêm thì càng tốt, sợ là còn phải đánh chủ ý vị công chúa kia, để nàng phối hợp. Nhìn ánh mắt hắn lóe lên, tự hồ đã có ý nghĩ gì đó. Trung Nhi đồng dạng ánh mắt lóe lên nói, hẳn là không cần phiền toái như vậy, hộ phách tộc bên kia nói, dưới cung thành kỳ thật có một mật đạo thông ra biển, chỉ cần có thể tìm được mật đạo tiến vào kia, có thể lặng lẽ đi vào xem mật hoặc khắc trên tường, hoàn toàn không cần kinh động người phía trên mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng hiển nhiên không nghĩ tới nàng vội vã đi này hiệu quả tốt như vậy lại ngay cả bí ẩn như vậy cũng tìm hiểu được diễu khánh ít nhiều có chút hoài nghi nói trùng nhi ngươi nói ngươi tìm hiểu một ít truyền thuyết cổ đại còn không có gì hổ phách nữ làm sao lại đem bí mật trong tộc các nàng nói ra cho ngươi biết nếu không phải vị này là đệ tử được tiểu sư thúc tán thành hắn thật sự hoài nghi trùng nhi có vấn đề dù sao từ sau khi đi tới hộ phách hải, cảm giác trùng nhi cả người liền không đúng. Linh lung quan tu luyện âm tự quyết người có bao nhiêu cường hãn, người khác không biết, hắn lại là rõ ràng, có thể nói kinh khủng. Đều nói người này, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhưng nếu là bị người tu luyện âm tự quyết theo dõi, căn bản không tồn tại chuyện kia, là trốn không khỏi nhập môn thẩm tra. Chính là bởi vì tu luyện âm tự quyết cường hãn, cho nên linh lung quang cho tới nay đều là âm tự quyết đệ tử chủ trì bên ngoài nhất ứng sự vụ xem như phụ trách nguy hiểm lớn nhất khối kia bởi vì hắn có cường hãn tự bảo vệ cùng năng lực ứng đối mà hắn cũng có thể cảm giác được trùng nhi cái này không thích hợp rõ ràng có liên quan đến tiểu sư thúc là tiểu sư thúc cực lực chủ trương để trùng nhi tới còn nói cái gì có thể giúp hắn nếu không phải như thế những dị thường này của trùng nhi đã sớm khiến hắn xuống tay nhằm vào Lúc này trùng nhi có chút chột dạ cứng cổ nói, bởi vì ta đáp ứng các nàng một chuyện. Cái gì? Tôi đã hứa với họ, chỉ cần chúng ta làm xong việc, sẽ cứu giúp họ, sẽ nghĩ biện pháp giúp họ thoát khỏi khốn cảnh đó. Mấy người đều ngưng nghẹn không nói gì nhìn chầm chầm nàng, tự hồ đều đang hỏi nàng, loại chuyện này là ngươi không thương lượng là có thể đáp ứng sao? Dũ Khánh gãi gãi đầu, có chút phát điên, tận lực tâm bình khí hòa nói, ta biết rồi, đó là sách lực của ngươi lừa gạt tình huống tới tay rồi nói sau. Một ngạo thiết trầm giọng nói, hắn lần trước cùng người ta ước hẹn, đây là lần thứ hai đi, nói cách khác, chúng ta lần trước là một nhóm đi, một khi nuốt lời, chúng ta đều muốn bại lộ. Trung Nhi không lý luận những điều này, nói thẳng, các nàng thật sự rất đáng thương, ta thật sự muốn giúp các nàng. Đi lên ông cánh tay vũ khánh, bộ dáng cầu xin nói, công tử, chúng ta giúp các nàng đi, chúng ta còn đáng thương hơn ai giúp chúng ta? Dữ Khánh tức giận hất cánh tay nàng ra. Trùng Nhi lại mặt dày mày dạng đưa tay ra, kéo tay áo hắn tiếp tục khẩn cầu, công tử, ngươi nhất định có biện pháp, giúp các nàng đi. Dữ Khánh lại phất tay hất ra, lần này dứt khoát cách xa nàng một chút, đi tới phía sau bàn, cách nàng một cái bàn, hai người vòng quanh bàn xoay một vòng, ta có biện pháp cái rắm, việc này tìm tương hải hoa hỗ trợ cũng chưa chắc hữu dụng, chỉ sợ tương la sách cũng không làm chủ được, hổ phách nữ kia là bị Lý Trừng Hổ nhốt, việc này mọi người đều biết. Tình huống chúng ta hỏi thăm, ngươi cũng nghe nói, năm đó đó chính là mối thù diệt tộc, ngay cả nước biển cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ, Lý Trừng Hổ không diệt có tận gốc lấy tuyệt hầu hoạn đã là hạ thủ lưu tình, thâm cừu đại hận như thế, hắn làm sao có thể lại làm sao dám thải những nữ hổ phách này tự do. Trước kia, dựa vào sủng hạnh của Lý Trừng Hổ đối với Thiết Diệu Thanh, có lẽ còn có thể tìm Thiết Diệu Thanh hỗ trợ dàn xếp dàn xếp, nhưng chuyện sau đó ngươi cũng rõ ràng thiết diệu thanh đã không muốn lui tới với chúng ta nữa rõ ràng phải phân rõ giới hạn ta ngay cả tiền của người ta cũng đã nhận không có khả năng đi tìm người ta nữa cho nên việc này ta thật không có biện pháp chuyện ngươi tự mình đáp ứng ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi công tử ta không có biện pháp trùng nhi trực tiếp thừa nhận mình vô năng bộ dạng ta mặc kệ ta liền dựa vào ngươi tiếp tục vây quanh bàn xoay vòng đuổi theo hắn quấn có chút choáng váng dũ khánh trực tiếp đứng dậy nhảy lên bàn trùng nhi cũng nhào lên bàn theo hai tay ông lấy chân hắn không buông dũ khánh có chút kinh ngạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên này chơi xấu với mình kinh nghi nói ta nói ngươi không phải là làm người ta lớn bụng chứ đám người bách lý tâm cũng dở khóc dở cười bụng bầu cũng không nhanh như vậy chứ trùng nhi ôm chân trên bàn ngẩng đầu nói công tử ta chưa từng cầu xin ngươi cái gì ngươi coi như là đang giúp ta được không, giúp ta lần này được không, ta về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi được không. Diễu Khánh sửng sốt, không nghĩ tới tên này lại vì người ngoài nói ra những lời như vậy, ngẫm lại, cho tới nay tên này đều là chịu mệt nhọc, trên cơ bản chưa từng cầu mình cái gì, ăn ít, xài ít, làm cũng là nhiều nhất, thậm chí mặt đánh mặt mắng. Nghĩ như vậy, hắn cũng có chút không đành lòng, chậm rãi ngồi sổng xuống, cuối cùng dứt khoát ngồi ở trên bàn, nghiêm túc nói với lão thập lục không phải ta không giúp ngươi mà là việc này ta cảm giác ngươi có chút không đúng muốn giúp ta cũng không thể mơ mơ hồ hồ giúp không rõ ràng thì làm sao xuống tay còn nữa đây là địa phương nào mọi người vì sao tới nơi này ngươi cũng rõ ràng một cái bất trắc liền liên quan đến tính mạng của mọi người lý do của ngươi cảm giác giống như là lấy cớ ngươi bảo ta giúp như thế nào lão thập lục nói thật ta cảm giác ngươi có chuyện gạt chúng ta Ngươi nếu là có thể nói ra một cái lý do thuyết phục ta, hoặc là đem chân chính nguyên nhân nói rõ ràng, ta không hai lời, có thể bất cứ giá nào giúp ngươi một hồi. Trùng nhi nửa nằm sắp trên bàn trầm mặt, cuối cùng chậm rãi buông hai chân của hắn ra, cũng không biết nên nói rõ như thế nào, nghĩ đến nghĩ đi cũng chỉ có thể là đi cầu sư phụ, tóm lại những người hộ phách tộc kia nàng nhất định phải cứu. Hải đô cung thành, một góc thành, đối diện vị trí hộ phách thôn, tương la sách khoanh tay mà đứng, lặng lặng ngóng nhìn hổ phách thôn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng không bình tĩnh, không có tâm tư đi chơi sở thích của mình, ngược lại đứng ở trong góc này ngẩn người. Chuyện hắn chờ đợi thật lâu cuối cùng cũng tới, đầu mục phụ trách truy tung bay tới, chắp tay hành lễ, đảo chủ. Tương la sách đơn giản rõ ràng, nói đi. Đầu mục truy tung nói, mục tiêu sau khi rời khỏi nơi này, làm việc khiêm tốn, hành tẩu đường xá hẻo lánh, vì che giấu hành tung, lại trốn vào trong biển mà đi, đi qua đường thủy đến phía tây sát biển vọng hải lâu sau khi ra nước nhảy vào một gian phòng tửu lâu gần biển đợi đến khi chúng ta xác minh tình huống trong tửu quán phát hiện người đã biến mất không thấy đâu mất tích tương la sách đang yên đang lành nghi hoặc chậm rãi quay đầu lại mắt đã lộ ra hung quan ta nói rồi mất dấu người thì sao đầu mục truy tung sợ hãi nói đảo chủ bớt giận chuyện xảy ra có nguyên nhân chúng ta hoài nghi người vẫn chưa biến mất chỉ là dịch dung thành người khác, mục tiêu chúng ta cũng tập trung, nhưng tình huống có chút quỷ dị, rất là làm người ta khó hiểu, đặc biệt tới thỉnh đảo chủ Minh Định. Quỷ dị Đầu mục truy tung nói, sau khi phát hiện mục tiêu tiến vào Nhã Giang, chúng ta trước tiên tham gia vọng hải lâu, khi đó mục tiêu còn chưa từ Nhã Giang đi ra, tiểu nhị bên ngoài Nhã Giang cũng có thể chứng minh sau đó chúng ta cũng xác nhận thân phận khách nhân Nhã Giang kia, không phải ai khác, chính là vị thám hoa lan danh khắp thiên hạ kia thám hoa lan tương lai sách sửng sốt hiển nhiên rất bất ngờ sao lại liên lụy đến vị kia đúng chính là vị được xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử kia nói tiếp đi vâng chúng tôi liên tục xác nhận từ tửu lâu nhóm thám hoa lan hơn 10 người muốn hai gian phòng liền nhau lúc ra vào cũng không có vị nữ tử xinh đẹp kia điều này cũng giải thích vì sao không thấy mục tiêu từ nhã gian kia đi ra còn nữa căn cứ vào thời gian nhóm thám hoa lan tiến vào quán rượu và rời khỏi quán rượu mà xem, vừa vặn dung nạp mục tiêu đến thôn hổ phách làm việc. Ý của ngươi là, nhóm thám hoa lan đang cố ý yểm hộ cho mục tiêu. Vâng, đó là suy đoán của chúng tôi. Ngươi cũng không có khả năng hư không biến mất, chúng ta điều tra bài trừ toàn bộ vọng hải lâu các loại khả năng sau, cuối cùng hoài nghi mục tiêu là một người nào đó bên trong đám người thám hoa lan cải trang, tại bọn họ trên đường trở về tri hải cát người của chúng ta nhiều lần cùng hắn đối diện sai người theo dõi cự ly gần quan sát một chút thật đúng là phát hiện một cái cùng mục tiêu tướng mạo tương tự người nhưng mà kỳ quái chính là lại là một nam nhân đàn ông không sai hơn nữa còn là một nam nhân rất đẹp mắt chính là tiểu nhị tuấn tú của đào hoa cư vì thế ta vừa rồi cố ý đi hổ phách thôn bên kia tìm được hai người trước đó vì hắn điều tra nghiệm thân phận hai người đều khẳng định trước đó mục tiêu nghiệm thân tuyệt đối là nữ nhân, đều thi pháp tra qua thân thể, đều cam đoan tuyệt đối sẽ không sai. Căn cứ vào đặc thù thể mạo nữ tính mà các nàng cung cấp lại đi so sánh mục tiêu tập trung, tình huống quỷ dị hiện ra, mục tiêu rõ ràng cơ bản tập trung, nhưng tự hồ lại xuất hiện sai lầm, mục tiêu tập trung không có lỗ tai, cư nhiên còn có ít hầu, trên đường thừa dịp nhiều người, chúng ta còn đặc biệt thiết kế người đi phát sinh va chạm mượn cơ hội nghiệm chứng đặc thù giới tính mục tiêu, tóm lại mục tiêu đến thôn hổ phách khẳng định là nữ nhân, mà mục tiêu tập trung lại khẳng định là nam nhân. Chúng tôi không biết hắn ở đâu. Tương la sách vẽ mặt đã thất thần, thì thầm, ô công, thật sự là nàng đã trở lại. Cái gì? Đầu mục theo dõi không nghe rõ, hỏi ngược lại. Tương la sách khoát tay, không có việc gì, tiếp tục nói tình huống ngươi phát hiện còn có chúng ta phát hiện mục tiêu cùng vị kia thám hoa lan quan hệ cực kỳ mật thiết, hai cái đại nam nhân dọc theo đường đi cư nhiên ông 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 ấp. Cái gì? Tương là sách thất thanh cắt ngang, ngươi nói bọn họ ông ông ấp. Đầu mục truy tung không biết vì sao hắn ngạc nhiên như thế, sửng sốt lần sau nói, đúng vậy, trước mắt bao người ông ông ấp, nhìn ra được, quan hệ rất thân mật. Đồng hành trên đường công vai kề lưng, vừa nói vừa cười trở về tri hại các bên kia đại khái tình huống cứ như vậy, quay đầu ta lại triệu tập những người theo dõi khác nghĩ kỹ càng trải qua. Khóe miệng tương la sách giật giật kịch liệt, phất tay nói, đi gọi đại siêu một chút. Vâng. Đầu mục truy tung lĩnh mệnh mà đi, trực tiếp từ đầu thành nhảy xuống. Tương la sách chấp tay đi tới đi lui trên tường thành, bước chân rất nhanh, tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh. Cái gọi là đại siêu chính là tên kia hổ phách thôn thủ vệ đầu mục, cách lại không xa rất nhanh liền đi theo người thông báo song song bay lên tường thành. Đảo chủ. Thủ vệ đầu mục hành lễ. Tương La Sách, ta hỏi ngươi, lần trước Hải Hoa dẫn theo mấy người đến hổ phách thôn du ngoạn, trong đó có một người rất tuấn tú, ngươi có ấn tượng không? Thủ vệ đầu mục mặc dù có chút nghi hoặc vì sao muốn hỏi cái này, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, nhớ rõ, tiểu tử tuấn tú như vậy quả thật hiếm thấy, có ấn tượng. Tương La Sách, lần trước hắn tới du ngoạn có gì đặc biệt không? Thủ vệ đầu mục, chỗ đặc biệt. Nhất định phải nói lời đặc biệt, đó chính là hắn tuổi còn trẻ, lại là nữ nhân thật lớn tuổi. À đúng rồi, nữ nhân ghé thăm chính là nữ khách hôm nay đến nhà kia. Thấy tương la sách một bộ quả nhiên như thế, không khỏi ngẩn ra nói, đảo chủ, có vấn đề gì sao? Không có việc gì, ngươi về trước đi. Tương la sách phất phất tay. Thủ lĩnh thủ vệ mặt có hồ nghi, bất quá vẫn lĩnh mệnh lui ra tiếp theo tương la sách lại hạ lệnh cho một người khác từ đi tri hải cát đem hải hoa gọi qua đây lập tức vâng thủ lĩnh theo dõi cũng nhận lệnh rời đi tương la sách cũng phi thân lên trực tiếp bay vào sâu trong hậu cung bước nhanh vào thư phòng sau khi cầm bút cân nhắc một hồi viết xuống một phong mật thư sau khi làm mật bảo giao cho người cấp tốc đưa đến kinh thành ân quốc làm xong cái này hắn mới đi vào trong đình viện chế tạo đồ chơi kia. Sắc mặt ngưng trọng đi vào trong phòng còn đang phơi tiêu bản cá lớn, chậm rãi bồi hồi ở bên cạnh. Cũng không biết trầm tư bao lâu, một trận tiếng bước chân quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, dương mắt nhìn, không phải người khác, chính là nữ nhi của hắn Tương Hải Hoa đi tới. Tương Hải Hoa cũng có chút kỳ quái, lại đây liền hỏi, cha, người cũng không phải không biết trên tay con có chuyện gì, chuyện gì vội vã gọi con như vậy. Tương La Sách ấn ấn tay, người bên kia trước tiên dừng lại một chút. Tương Hải Hoa kinh ngạc, hoắc lãng trên thuyền tỉnh viễn không nhìn chầm chầm nữa. Tương La Sách, ta nói là chuyện thám hoa lan và triêu dương công chúa, việc này tạm dừng, có nên tiếp tục chờ ta thông báo hay không, tóm lại gác lại trước đã. Tương Hải Hoa trừng lớn mắt, cha, vì kia triêu dương công chúa thế nhưng là sốt ruột động phòng lắm rồi, nàng liên tục thúc giục con nơi này cũng hẹn xong thám hoa lan đêm nay. Ngươi cũng để cho con mau chóng thúc đẩy, đột nhiên gác lại là có ý gì, con như thế nào hướng Triêu Dương công chúa ăn nói. Có cái gì không tốt ăn nói, chút chuyện nhỏ này còn cần tới hỏi ta sao? Không phải, vì cái gì nha, dù sao cũng phải có một nguyên nhân đi, sớm không nói, đến Lâm Môn một cước thời điểm đột nhiên hô ngừng tính chuyện gì xảy ra. Chuyện ngươi nên biết tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, không nên biết ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Đúng rồi, cái thám hoa làng kia bên người tuấn tú tiểu nhị chính là đào hoa cư tiểu nhị kia ngươi biết người này đi biết gọi cái gì lâm long đi dáng dấp quả thật rất đẹp mắt chỉ sợ là cái nữ nhân đều nhìn không được muốn nhìn hắn nhiều vài lần đúng liền cái kia lâm long ngươi nhớ kỹ chú ý nhiều một chút nhất là an toàn của hắn hắn ở tại chỗ của ngươi ngươi cần phải để ý nhiều quyết không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì đây cũng là ta gọi ngươi đến giáp mặt dặn dò mục đích hải hoa nhìn cha mình một hồi ánh mắt nghi hoặc nói cha con đều bị cha làm cho hồ đồ một tiểu nhị đến mức đó sao con thừa nhận hắn lớn lên làm cho nữ nhân động tâm nhưng thân phận địa vị của hắn dù sao cũng bày ở đó muốn bảo vệ cũng là bảo vệ thám hoa lan kia đi chẳng lẽ hắn bị nữ nhân có quyền có thế coi trọng hải hoa ngươi nghe cho kỹ ta nói rõ ràng với con nếu triều dương công chúa cùng hắn gặp nguy hiểm gì nếu chỉ có thể bảo vệ một người vậy nhất định phải là hắn Ý của ta ngươi hiểu chưa? Lời vừa nói ra, chân chính là lệnh tương hải hoa hít một hơi khí lạnh. Tình huống thế nào a? À? Triêu Dương công chúa là nữ nhi của Ân Hoàng không nói, càng là nữ nhi của địa sư sư muội, thân phận địa vị tôn quý có thể tưởng tượng được. Lúc này nghi vấn, cha, lâm long này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ so với Triêu Dương công chủ còn tôn quý hơn sao? Có người như vậy ta không thể nào chưa nghe nói qua. Tương La sách nghiêm khắc nói, hải hoa quyết định có một số việc chưa chắc là thân phận địa vị cao thấp mà là lập trường đứng ở lập trường gì thì phải suy nghĩ lập trường đó lập trường thay tới thay lui là tối kỵ cuối cùng sẽ làm cho người ta không có chỗ cắm dùi thậm chí là chết không có chỗ chôn vị trí tương hải hoa chỉ biết phụ thân là người của lý trừng hổ thử hỏi có liên quan đến đoan thân vương không tương la sách phất tay đuổi khách được rồi chuyện ngươi nên biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết nhớ kỹ mệnh lệnh của ta trở về đi tương hải hoa chỉ có thể mang theo nghi vấn trong đầu mà đi lên lầu trên lầu quẹo phải nhanh chóng đi đến cuối cùng lại quẹo phải xuống lầu trên đường tờ giấy mang đi sư phụ trong tri hải cát trùng nhi đi tới địa điểm gặp mặt nhưng không thấy sư phụ ngược lại thấy được một tờ giấy trên đó là chữ viết màu đỏ không biết dùng cái gì nhìn chung quanh một chút liền làm theo một đường chạy đến địa điểm tiếp theo được chỉ định trên tờ giấy vẫn không thấy sư phụ lại thấy được một tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết, thẳng lên tầng 2, lại quẹo phải đi thẳng đến cuối cùng, lại lên tầng 3, tốc độ nhanh lên. Nàng không biết sư phụ đang dở trò quỷ gì, tiếp tục tuân theo chấp hành. Cứ như vậy, nàng một đường sau khi thu năm tờ giấy, mới thấy được sư phụ tại trước một chỗ góc cửa sổ. Trên đường còn hoài nghi có phải lầm hay không, nhìn thấy sư phụ bản tôn nàng mới hoàn toàn yên tâm, lễ nghĩa không thể thiếu, đi trước bái kiến, sau đó lấy ra mấy tờ giấy trên tay nghi vấn nói sư phụ đây là ý gì tiểu sư thúc cười nhạt mỉm cười nói ngươi bị người theo dõi không bỏ rơi người ta và ngươi làm sao gặp mặt hả trùng nhi chấn động nhanh chóng nhìn xung quanh yên tâm đã bỏ rơi rồi ngược lại là ngươi ban ngày ban mặt hẹn ta gặp mặt có chuyện gì sao trùng nhi kinh nghi bất định không biết sư phụ làm sao biết có người theo dõi đứng ở chỗ này làm sao xác định bỏ rơi người tuân mệnh đem mấy tờ giấy làm phép chà xác thành bột mình thổi ra ngoài cửa sổ mới chột dạ trả lời đến đây phục mệnh sư phụ hổ phách thôn bên kia hôm nay đã đi qua tuân theo ý sư phụ nam giả nữ đi tiểu sư thúc ồ một tiếng tìm hiểu được tin tức hữu dụng sao trùng nhi gật đầu tìm được rồi đặc biệt đến báo cho sư phụ tiểu sư thúc mở quạt giấy lắc nhẹ cười yếu ớt nói ta nói không cần nói cho ta biết nói cho lão thập ngũ là được người làm việc là hắn hắn sẽ xem mà làm ồ ừ trung nhi lại gật đầu sau đó là bộ dạng muốn nói lại thôi tiểu sư thúc liếc nàng một cái bình tĩnh xoay người nói không có chuyện gì khác ta đi đây sư phụ trung nhi đột nhiên gọi tiểu sư thúc đang muốn lên lầu dừng bước đưa lưng về phía sau chậm rãi phe phẩy quạt có việc gì trung nhi vẽ mặt do dự cùng rối rắm nhưng mà vì tộc nhân nàng vẫn kiên trì lên tiếng sư phụ ta cảm thấy hộ phách nữ thôn thật đáng thương tiểu sư thúc vẫn không quay đầu lại vậy thì sao người ta giúp chúng ta ta cũng muốn giúp các nàng thoát khốn trùng nhi yếu ớt cúi đầu tiểu sư thúc tùy ý nói muốn giúp thì giúp ách trùng nhi đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt khó tin không ngờ sư phụ lại dễ nói như vậy lại do dự nói tôi không biết nên giúp thế nào đặc biệt đến thỉnh giáo sư phụ nàng quả thật không có kinh nghiệm giang hồ gì nhất là chuyện lớn như vậy nhân vật liên quan còn không phải chuyện đùa hoàn toàn không biết nên hạ thủ từ đâu mấy sư huynh của ngươi cũng không phải vật trang trí nhất là lão thập ngũ hắn đã trải qua nhiều chuyện đại sự chuyện đâm thủng trời cũng không chỉ một hai lần làm loại chuyện này hắn rất có kinh nghiệm chỉ là việc nhỏ không cần ta ra tay bên người có sẵn nhân thủ ngươi cũng không thể không hầu hạ bọn họ có việc cứ sai khiến bọn họ đi làm là được hắn nói thoải mái, trùng nhi lại đổ mồ hôi, biểu môi lẩm bẩm, lúc trước vừa nói với thập ngũ sư huynh, hắn không chịu giúp. Nói đi nói lại những gì đã xảy ra. Nhưng câu trả lời của sư phụ nàng vẫn rất nhẹ nhàng, cái này đơn giản, ngươi cứ nói là ý của ta, là ta trước khi rời khỏi u giác phụ đã dặn dò ngươi, chuyện để cho ngươi nam giả nữ đi tìm hiểu tin tức đều có thể hướng lúc rời khỏi u giác phụ ta dặn dò ngươi, thuận tiện cảnh cáo bọn họ, nói ta nói thưởng cho bọn họ một cơ hội cứu người tích đức, nếu dám từ chối, hoặc là đánh gãy chân bọn họ, hoặc là bọn họ cởi sạch đồ bơi lội trong sông U Giác Phụ, để cho bọn họ tự mình chọn. Trong lúc nói, Trung Nhi hai mắt tỏa sáng dùng sức ư một tiếng liên tục gật đầu, nàng biết, cũng không biết trên người sư phụ có cái gì ta, dù sao mấy sư huynh đều sợ sư phụ nàng, chỉ cần chuyện sư phụ ra lệnh, thập ngũ sư huynh cứng đầu kia cũng không dám không theo. Trong đầu nàng còn hiện lên một ý niệm mơ màng, để cho thập ngũ sư huynh cởi sạch đồ bơi lội tự hộ cũng không tệ. Bất quá rất nhanh đem hình ảnh loạn thất bát tao này gạt qua, đương nhiên vẫn là cứu người quan trọng hơn. Nàng vẫn rất nghi hoặc, rốt cục cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, sư phụ, ngài đã đến, vì sao không cùng các sư huynh hội hợp, có lời gì trực tiếp dặn dò chẳng phải là càng thuận tiện hơn sao? Sư thúc xì một tiếng, ngươi cho rằng lão thập ngũ là thứ tốt gì sao? Hắn là ta từ nhỏ nhìn mặt quần thủng đít với tính tình hẹp hòi của thằng trời đánh đó, ta dám lộ diện, hắn liền dám dựa vào ta giày vò. Trung Nhi, sư huynh của ngươi trêu chọc người quá mức mạnh mẽ, chỉ cần ta lộ diện sẽ rất khó thoát khỏi tầm mắt bọn họ, da dày thịt dày của hắn chịu dày vò rất tốt. Ta chịu không nổi, tóm lại trứng gà không thể bỏ vào trong rổ, vẫn là phối hợp ngoại sáng trong tối thích hợp hơn. Trung Nhi nghe hiểu, lại ừ một tiếng gật đầu. Về đi tiểu sư thúc quay đầu nhìn nàng một cái cười lắc quạt đi lên lầu trùng nhi chắp tay cung tiễn nhìn theo bóng lưng tiêu sái rời đi của sư phụ nghĩ đến sư phụ đối với mình vẫn rất tốt trong lòng cảm giác được một cổ ấm áp đó là một loại cảm giác hạnh phúc làm cho nàng tràn ngập sức mạnh cùng cảm giác an toàn vốn cảm giác mình không có kinh nghiệm cái gì cũng không biết lúc làm việc rất thấp thỏm hiện tại đột nhiên cảm giác cái gì cũng không sợ và rồi hắn cũng vui vẻ ra đi mấy người các ngươi làm gì ăn, nhiều nhân thủ như vậy tùy các ngươi điều động, cùng một tên ngốc cũng có thể mất dấu. Trong tri hải các ở một góc khuất hẻo lánh, vì thủ lĩnh truy tung kia đối mặt với mấy thủ hạ theo dõi trùng nhi, giận không kềm được. Được bọn họ xác nhận thân phận mục tiêu theo dõi, nếu không theo như tương la sách nói lúc trước, nếu là đem người theo mất dấu liền đi tìm chết, sẽ có kết cục gì? Vậy hẳn không phải đảo chủ nói đùa cũng sẽ không đùa như vậy, hắn ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ mấy người đứng một hàng cũng rất xấu hổ một người trong đó giải thích cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn đi đông đi tây hình như là đi loạn không mục đích thế nhưng trùng hợp chúng ta đã đặt trước ở phía trước tiếp nhận theo dõi luôn luôn dự đoán sai lầm về lộ tuyến hắn luôn có thể dễ dàng tránh khỏi thiết lập của chúng ta luôn luôn chui vào điểm đen trong mạng lưới của chúng ta nhân thủ chúng ta tạm thời điều khiển cũng không kịp bị hắn làm cho lúng cuốn tay chân chúng ta vừa loạn liền làm mất người truy tung đầu lĩnh cả giận nói không nên cho chính mình vô năng kiếm cớ hắn cũng không thể sớm dự đoán các ngươi sở hữu tất cả dự định đi đúng lúc này lại có người chạy tới khẩn cấp bẩm báo mục tiêu lại xuất hiện đầu lĩnh truy tung lập tức cắn răng mắng còn ngốc cái gì còn không mau an bài nhân thủ đuổi theo vâng một đám người lập tức giải tán bước chân trùng nhi thoải mái vui vẻ bước chân nhỏ thỉnh thoảng còn lắc lư trong xoan mũi thỉnh thoảng còn có thể ngâm nga một ít giai điệu nhỏ, gặp phải cửa hàng đẹp mắt trong cát, còn có thể đi vào đi dạo nhìn xem, trong túi không có tiền, hôm nay cơ bản đều tiêu hết, không mua liền nhìn xem cũng không trở ngại tâm tình vui vẻ của nàng. Tùy tiện đi dạo một lúc, nàng cũng không dám rời khỏi Vũ khánh quá lâu, lo lắng bên kia có việc, liền trở về. Trở lại trong phòng, mấy người Vũ khánh đang trong coi bản đồ hổ phách hải xem xét, vừa nhìn các loại tiêu tự mà đám người tam tiên đảo tìm hiểu được. Nghe được đồng tỉnh mở cửa đóng cửa, Vũ Khánh quay đầu lại nhìn, thấy là nàng. Thuận miệng hỏi một câu, thế giới phồng hoa đẹp mắt chứ, lại đi đâu rồi? Trung Nhi chắp tay bước tới, vẻ mặt kiêu ngạo, không có đi đâu, tùy tiện đi xem thử, xem có thể nghĩ ra biện pháp cứu người hay không. Mấy người lập tức lại đồng loạt quay đầu nhìn chầm chầm về phía nàng, phát hiện tên này điên rồi, lại muốn một mình đi cứu người, đây không phải là muốn chết sao? Diễu Khánh tức giận ồ một tiếng, có nghĩ ra biện pháp gì không? Trùng Nhi dứt khoát lắc đầu, không có. Diễu Khánh vẻ mặt chăm chọc cười một tiếng, vừa quay đầu tiếp tục nhìn tin tức thu thập được trên tay, chợt nghe giọng Trùng Nhi vang lên, cho nên ta quyết định nghe công tử, đem chân tướng sự tình báo cho công tử biết. Hết chương một nghìn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé